Ôi chào các bạn, cũng đã nửa năm rồi thì chiếc Red Light Club Membership 2020 này mình mới mở rồi đợi tùm lum hết á. Thì trong cái xe này nó sẽ bao gồm một cái bút tông in cái tên xe luôn vô trong luôn nha, nó móc được nha. Thêm nữa đó là thêm một cái miếng ủi áo, đây là lớp keo, các bạn dùng tờ giấy á, các bạn để lên và các bạn ủi, lấy bàn ủi ủi lên thì nó sẽ chảy cái lớp keo ra dính vô trong cái vải của mình. Đây là Rotec bình thường thôi. Mỗi một chiếc xe membership đều bao gồm những cái món này. Và năm nay đặc biệt là membership Mỹ nhưng nó lại được sử dụng mẫu xe của Nhật Bản. Đó là Nissan Rivian. Đây các bạn có thể thấy là 2020 Club Car. Thì cũng như bao cái chiếc xe membership cũ thì nó cũng có hai mặt, hoặc là Red Light Club nó cũng có hai mặt đây. Thông tin của chiếc xe cũng như màu sắc nè, chi tiết của chiếc xe như thế nào, nhãn hiệu Nissan. Rồi hết, chúng ta nên có những thông tin cơ bản này thôi. Với chúng ta thì sưu tập xe thì các bạn phải mở ra các bạn mới biết được nó như thế nào bên trong. Đây họ dán một lớp, họ đục cái lỗ đây, họ dán một lớp nhỏ trong rồi cái lớp ngoài là họ in ép nấm á. À, phía mặt trong này nó cũng có thêm một cái miếng để bảo vệ nữa nha các bạn. Đó, nó sẽ không trầy cái mặt trong. Nếu xe bình thường basic nó sẽ trầy mặt trong, còn những chiếc xe đặc biệt này nó sẽ không trầy. Nếu mà các bạn nào mà mua được những chiếc xe mà có trầy bên trong thì nó là do là cái lúc đóng gói vận chuyển trước khi vô hộp nó sẽ bị trầy. Còn sau khi vô hộp nếu mà nó bị trầy thì nó sẽ bị hư luôn cái kẹt nha. Nó cong hết luôn cái kẹt. Rồi đây là một màu tím. Lúc đầu tưởng nó bị nổi hộp nhưng mà nó không nổi. À, rất đã, nhẹ nhàng. Cũng được sơn gầm màu đen, rồi cái ống xả được sơn màu xám, ống bô được sơn màu cam nha các bạn, nó rất là nổi. Bánh xe thì 6 chấu mới mà chrome. Rôm này rôm đen, rôm nằm súng chứ không phải rôm trắng. Đèn, chi tiết, logo, biển số, bô xe được sơn đầy đủ. Bên hông thì không có gì hết, chỉ có đèn xi nhan này thôi. Rồi logo GTA nằm đây nhỏ xíu, không ai thấy đâu. Đèn trước thì cũng vậy, cũng được sơn đầy đủ, chi tiết. Rồi bên trong chúng ta sẽ có được một cái bộ đai an toàn dành cho xe đua bốn hướng nha, hai bên hông ở trên dưới luôn. Nó tính ra là nó sẽ thành tới 5 giây rồi, hai bên vai, hai bên đùi và trước dưới ghế đi lên. Và chúng ta sẽ có một tay lái nghịch này, bên đây thì chắc chắn nó sẽ có
dây an toàn của người lái. Còn phía sau này chỉ là ghế ngồi đó, ghế ngồi bình thường. Nên mở mở không được chúng ta làm vậy. Đó, mình sẽ mở ra. Về chi tiết bên trong cái capo này thì nó được sơn nổi lên bộ máy nè. Các ống xả của từng xi lanh, thanh răng, bộ turbo kìa. Đây nè, nằm dưới đây. Đó, thanh răng để mà giữ tay lái cho đến đường thẳng á, nó giống như là cái thanh trợ lực á. Nó này, thanh ngang này, những xe mới đều có hết nha, hiện tại luôn, những xe thiệt á. Rồi, chúng ta sẽ so với chiếc 216 thì không phải 216 mà là chiếc Red Line lớp thường đợt trước đây, thì chúng ta ở đây có được y chang, khác cái màu sơn của cái bộ nắp che máy đó chính là màu đỏ, còn đây màu cam thôi. Rồi, cái gầm, gầm đây là chúng ta là cũng được thêm màu cam ở đây, cái chiếc cũ không có, thì mình còn thêm một chiếc màu vàng còn bên sinh nữa nhưng mà chưa có về cho nên là chưa so sánh được. Mai mốt có thì sẽ tiếp tục so sánh để các bạn cùng xem. Đó, bản số khác nha. Gầm thì không có gì rồi. Hai bên hông không có gì khác biệt, trước cũng không khác biệt, máy cũng không có, không có khác biệt. Chi tiết ở trong thì cũng y chang nhau, màu sơn ngoài thì rõ ràng nè, khác biệt. Đây kiến trầy nè, không biết đi đâu kiến trầy này, đùa quá, gió bay xước. Rồi đây, hai xe. Rồi chúng ta hy vọng sắp tới thì sẽ có thêm màu khác nữa. Trong sự kiện convention sắp tới tháng 10 này thì không có rồi. Năm sau, hy vọng năm sau ra thêm nữa. Ra thêm màu gì ta? Màu bạc đi. Nè, thêm màu bạc khỏi cần tem cũng được. Màu rơm luôn, màu rơm thì ít lắm. Red Line Lab ít khi là màu rơm lắm. Nó là màu Spectre Blame rồi, nó đã bóng sẵn rồi, rơm thì cho nó mệt. Nếu mà có thì cũng hy vọng là Red Line Lab sẽ làm. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã xem.